Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3 ngày 19 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 16. Tọa đàm khoa học đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, khơi nguồn trí thức, công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. 25 năm thành lập Điện lực Hưng Yên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Sáng tạo không gian xanh, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ tại một số trường mầm non ở huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tổ chức hội nghị lần thứ 16. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy trình bày dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, sửa đổi, bổ sung. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày dự thảo về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021-2025. Điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư dự án đường Tân Phúc - Võng Phan giao DT378 tỉnh Hưng Yên. Dự án được xây dựng đi qua các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, dự kiến có tổng mức đầu tư là gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025, tuyến đường được xây dựng mới nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung, theo quy hoạch được phê duyệt, phục vụ nhu cầu vận chuyển đi lại của người dân và phát triển quỹ đất dọc hai bên tuyến, phát triển các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn hình thành tuyến đường liên vùng kết nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và các vùng lân cận. Dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu thảo luận tập trung vào các nội dung công tác thu chi ngân sách và điều chỉnh bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công tác quy hoạch đô thị, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ra soát, hoàn thiện văn bản và trình ký ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 để thay thế quy chế số 02 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ chức thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ra soát, hoàn thiện, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, ra soát, điều chỉnh và triển khai các kịch bản điều hành phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công phù hợp với tình hình địa phương và nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm vốn đầu tư công được đầu tư nhanh, đúng mục đích vào các công trình, dự án cụ thể. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để công trình, dự án trên địa bàn do cấp mình làm chủ đầu tư chậm tiến độ hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm của các cấp. Đối với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết số 10 về chương trình phát triển giao thông vận tải, trong đó đã xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược, cần tập trung mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông. Việc xây dựng đường bộ Tân Phúc - Võng Phan góp phần quan trọng mở ra cơ hội phát triển ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử, thu hút đầu tư, giải phóng năng lực sản xuất, khai thác tiềm năng phát triển cho khu vực phía đông nam của tỉnh và với các tỉnh ở trong vùng, tạo động lực tăng trưởng và đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ Tân Phúc - Võng Phan theo đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo việc lập
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai dự án đầu tư đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan, đánh giá kỹ tác động đầu tư dự án về mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường, có phương án giải pháp thu hồi giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư hiệu quả phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng và ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu quá trình triển khai thực hiện dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, quản lý sử dụng quỹ đất dự trữ cho việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường theo quy định, không để phát sinh vi phạm về đất đai tại khu vực xung quanh tuyến đường. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức tọa đàm khoa học, đổi mới, sáng tạo và sở hữu trí tuệ, khơi nguồn tri thức, công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Sự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh. Sau 4 năm thực hiện kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ cho hơn 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng để áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, HACCP, JMP, xây dựng 20 mô hình dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu có những chuyển biến tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến, chủ động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình. Giai đoạn 2015-2020, Hưng Yên là một trong 10 tỉnh có số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cao nhất cả nước. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thành công cho 29 sản phẩm đặc thù chủ lực của tỉnh. Dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ chưa phát triển tương xứng. Nhận thức của một số địa phương cơ sở, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chưa thực sự chú trọng sử dụng sở hữu trí tuệ là một công cụ để phát triển. Do đó, tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn luận một số vấn đề như nhận diện các khó khăn cơ bản mà các nhà sáng chế phải đối mặt và đề xuất để thực hiện. Một số kinh nghiệm thực tiễn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ khai thác tài sản trí tuệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Yếu tố quan trọng nhất đó là con người. Từ lãnh đạo cho đến người vận hành, cho đến các trường đại học, cho đến các hiệp hội, đến doanh nghiệp, thay vì dựa vào các cái tay khai thác các cái tài nguyên thiên nhiên, sức lao động rẻ sẵn có, thì ta đổi mới cái mô hình tăng trưởng dựa trên cái tài sản trí tuệ, ứng dụng những công nghệ mới và đặc biệt là mô hình kinh doanh mới, tức là biến những cái công nghệ và tài sản đấy nó phải thành tiền, thành cái sự phát triển hiệu quả hơn về mặt kinh tế và xã hội. Việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo, đầu tư cho những cái hoạt động về khởi nghiệp này, nó phải gắn với hiệu quả một cách thực chất và rõ ràng hơn nữa. Chúng ta cần ở đây, đấy là một cơ chế chính sách, đấy là một môi trường, đấy sự quan tâm đến vấn đề về chuyên môn. Những doanh nghiệp có cái sản phẩm chủ lực, chúng ta phải thậm chí có chính sách riêng. Những nội dung trao đổi tại tọa đàm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và sinh viên tham dự sự kiện. Những cái tọa đàm này rất là cần thiết mà tôi nghĩ rằng là phải liên tục ý, để làm sao mà để cho tất cả những các doanh nghiệp ở Hưng Yên, những người ta sẽ hiểu thế nào là doanh nghiệp khoa công nghệ, thế nào là đổi mới sáng tạo và thế nào là khởi nghiệp. Trước khi đến cái tọa đàm này thì em cảm thấy rằng là cái sở hữu trí tuệ rất là mơ hồ, nó không được rõ ràng, nhưng mà sau khi tham gia buổi tọa đàm thì em đã rõ ràng hơn cái phần nào về việc sở hữu trí tuệ, giúp cho chúng em mở rộng hơn về cái tầm hiểu biết, thậm chí là có thể tự hướng nghiệp, tự khởi nghiệp cho bản thân mình tại chính những cái sản phẩm quê hương của mình luôn ạ. Từ cái buổi tọa đàm này em thấy cái việc đăng ký sở hữu trí tuệ là một điều rất cần thiết ạ, để đảm bảo được quyền lợi của mình, đề tài của mình, sản phẩm của mình tạo ra. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh sớm đưa các chương trình quyết định của chính phủ, của tỉnh về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống. Buổi tọa đàm hôm nay thì có rất nhiều các đại biểu ở các địa phương, các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc này, nông dân này, phụ nữ này, thanh niên vân vân, với cái chức năng nhiệm vụ của mình chuyển hóa để thay đổi cái cách nhìn nhận đối với hội viên mình, để mà triển khai làm sao đồng bộ trong cái quá trình phối hợp tác nghiệp với các cơ quan nhà nước, với các doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chất lọc, tiếp thu các kiến thức do các nhà khoa học,
chuyên gia trao đổi tại buổi tọa đàm để tham mưu với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đi vào thực chất, thiết thực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh của Vladimir Ilyich Lenin, sáng nay Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề Những cống hiến vĩ đại của Vladimir Ilyich Lenin đối với sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với các trường chính trị các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Các bài tham luận tại buổi tọa đàm đã làm sáng tỏ những công hiến vĩ đại của ông đối với sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới. Vladimir Ilyich Lenin sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ông là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Marx Lenin mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản thế giới. Đặc biệt những luận điểm nguyên lý về công tác vận động quần chúng của Lenin vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới ở nước ta nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Hưng Yên đã phát triển vượt bậc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Nếu năm 1997, ngành điện Hưng Yên chỉ có một trạm biến áp 110 kV, thì đến năm 2022, sau 25 năm, ngành điện Hưng Yên tăng lên 16 trạm biến áp 110 kV. Với công suất trên 1.900 MVA và gần 4.200 trạm biến áp phân phối, có tổng công suất gần 284.000 kVA với 445.000 khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm đã đạt trên 5,5 tỷ kWh. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 17%. Tổng doanh thu trong 25 năm đạt trên 60.000 tỷ đồng và đứng thứ 12 trong toàn ngành điện Việt Nam. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng doanh thu của đơn vị vẫn đạt trên 9.000 tỷ đồng. Đây là doanh thu cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh đến nay. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác của ngành điện Hưng Yên trong hoạt động cung ứng vận hành lưới điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong các năm 2001, 2008 và 2014, ngành điện Hưng Yên đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Năm 2021, đơn vị đã được Chính phủ, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tổ chức cắt băng khánh thành trụ sở làm việc điện lực thành phố Hưng Yên với tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã giảm gần 5.800 cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn tổ dân phố. Đây là kết quả sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết số 277 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn tổ dân phố. Trong đó, giảm 300 cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm gần 5.500 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu dân cư. Hiện mỗi xã phường thị trấn chỉ còn 24 chức danh hoạt động, giảm 2 chức danh so với trước. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã loại 1 không quá 12 người, xã loại 2 là 11 người, xã loại 3 là 10 người. Mỗi thôn bố trí không quá 5 cán bộ kiêm nhiệm, các chức danh giảm từ 5 đến 7 người so với trước. Mỗi người được kiêm nhiệm không quá 2 chức danh và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm thứ nhất và từ 70 đến 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm thứ hai tùy từng nhóm đối tượng. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân, góp phần thực hiện tinh giản, tinh gọn bộ máy ở cơ sở, khuyến khích việc bố trí kiêm nhiệm chức danh và tăng thu nhập cho người tham gia trực tiếp kiêm nhiệm nhiều công việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất tiêu thụ nông sản thuận lợi đang là động lực để bà con nông dân vùng bãi thành phố Hưng Yên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập, và đó là kết quả đạt được kể từ khi giao thông nội đồng được mở rộng và bê tông hóa. Thay vì phải tự chở nông sản đi tiêu thụ
Do tuyến đường nội đồng nhỏ hẹp, lầy lội như trước đây, thì nay cánh đồng Lô 3, xã Hùng Cường đã có xe ô tô về tận ruộng thu mua nông sản của bà con nông dân. Có được như vậy là từ năm 2020, xã Hùng Cường đầu tư làm mới trên 2 km đường nội đồng có bề mặt rộng 5 m, nâng tổng số đường bê tông nội đồng của toàn xã lên gần 10 km. Trước kia thì là rất khó khăn vì đường nó lầy lội. Nếu có trồng một cây nông sản ấy, lại bán nó khó. Bây giờ từ ngày có con đường này thì dân phấn khởi lắm. Đấy, đường đi nối lại, nông sản hàng hóa xuất ra bán thì rất thuận tiện. Có lẽ chưa bao giờ việc đi lại chuyên chở tiêu thụ nông thủy sản của bà con nông dân vùng ngoài bãi sông Hồng ở phường Lam Sơn lại thuận lợi như hiện nay. Bởi những năm gần đây, phường đã đầu tư mở rộng bê tông hóa 15 km đường giao thông nội đồng. Giao thông thuận lợi, góp phần hình thành các vùng chuyên canh, trồng cây ăn quả và nuôi thả thủy sản, điển hình như vùng trồng cam rộng trên 50 ha, vùng trồng chuối trên 8 ha, vùng trồng nhãn và bưởi gần 6 ha và vùng nuôi thả thủy sản với 200 lồng cá. Mỗi năm có trên 5.000 tấn nông sản và 400 tấn thủy sản được các thương lái doanh nghiệp về tận nơi thu mua. Thì trước đây là cái tuyến đường này chưa làm được thì là bà con vận chuyển rất là vất vả. Thế nhưng bây giờ được cái tuyến đường này bà con rất là thuận tiện vận chuyển hàng hóa. Đến cái thời vụ thu hoạch thì ô tô về đến tận vườn để thu mua cho bà con. Đến nay, thành phố Hưng Yên xây dựng được trên 50 km đường giao thông nội đồng, tập trung ở các địa phương vùng bãi như phường Lam Sơn, xã Hùng Cường, Phú Cường, Tân Hưng, Hoàng Hanh. Điều này góp phần hình thành nên các vùng chuyên canh, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng bãi và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Thời gian qua, Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã thực hiện hiệu quả việc xử lý chất thải chăn nuôi cho cây trồng cũng như tái tạo để phục vụ lại cho chăn nuôi. Là một hợp tác xã phát triển chăn nuôi trồng trọt theo hướng hữu cơ, năm 2021, Hợp tác xã đầu tư chăn nuôi 30 con bò thịt, trung bình mỗi ngày đàn bò này thải ra trên 4 tạ chất thải. Xác định, nếu xử lý tốt chất thải này để tái tạo cho chăn nuôi trồng trọt sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, hợp tác xã đã dùng lượng chất thải trộn với chế phẩm sinh học, sau đó ủ một thời gian cho phân hoai mục bón cho cây trồng. Cùng với đó, chất thải của bò để dùng nuôi giun quế. Khi thu hoạch giun sẽ dùng làm thức ăn cho bò hoặc cho gia cầm. Phân của giun sẽ tiếp tục làm phân bón cho hoa, mang tây, nho và các cây trồng khác. Trong thời gian tới, diện tích nuôi giun quế của hợp tác xã sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu thức ăn cho gà. Đồng thời, hợp tác xã sẽ chế biến giun quế thành dạng bột để bổ sung thức ăn cho bò và bán ra thị trường. Mô hình này hầu như khép kín hoàn toàn, không có gì phải bỏ đi. Việc sử dụng phân chuồng và giun quế, phân giun sẽ là một mắt xích quan trọng để tạo ra các sản phẩm an toàn, giảm chi phí đầu tư, nhất là về phân bón thức ăn chăn nuôi, góp phần phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Buổi tập huấn nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn trong triển khai công tác tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo đúng nguyên tắc và các nội dung cần lưu ý khi triển khai thực hiện. Các cán bộ tham gia tiêm chủng nắm được và triển khai thực hiện đúng quy trình tiếp nhận bảo quản sử dụng vaccine COVID-19, nắm chắc hướng dẫn chuyên môn và triển khai đầy đủ quy trình khám sàng lọc trước tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm chủng cho trẻ. Đợt tiêm này sẽ diễn ra ở cả 3 cấp học từ trung học cơ sở tiểu học đến mầm non, ở cả nhóm trẻ đang đi học và nhóm trẻ chưa đến trường. Về điểm tiêm có thể tổ chức tại trường học hoặc cơ sở y tế cố định hoặc lưu động. Đối với điểm tiêm lưu động, Sở Y tế yêu cầu phải có quyết định của Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện. Với trẻ trì hoãn tiêm chủng sẽ được chỉ định tiêm vét tại cơ sở y tế, tổ chức tiêm cho tất cả trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, kể cả chưa có hộ khẩu tại địa phương. Để trẻ có môi trường phát triển toàn diện, nhiều trường mầm non tại huyện Ân Thi đã chú trọng sáng tạo không gian xanh với các trò chơi dân gian, trò chơi vận động phát triển thể chất, tạo hứng thú cho trẻ. Nổi bật là trường mầm non Xuân Trúc tận dụng phế liệu là vỏ bình nước lọc để làm chậu trồng hoa. Nhờ đó, từ cổng trường đến các lớp học được phân luồng chỉ dẫn bằng trên 500 chậu hoa cây cảnh.
trẻ hứng thú hơn khi đến lớp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hiện nay nhà trường có 2 khu trò chơi vận động được làm từ lốp xe tái chế. Ngoài ra trẻ còn được hòa mình vào không gian chợ quê cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn. Được biết nguồn kinh phí để xây dựng mô hình trên chủ yếu từ nguồn hỗ trợ ngân sách của địa phương, sự đóng góp ủng hộ ngày công của phụ huynh, cán bộ, giáo viên trong trường. Ngoài trường mầm non Xuân Trúc, hiện phong trào tạo không gian xanh còn được thực hiện tại nhiều trường trên địa bàn huyện Ân Thi, trong đó tiêu biểu như ở các trường mầm non Đa Lộc, Quảng Lãng, Cẩm Ninh để khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của trẻ với phương châm chơi mà học, học mà chơi. Hiện nay các trường mầm non đã xây dựng mô hình thư viện thân thiện để trẻ được tiếp cận với sách báo, tranh ảnh, hình ảnh qua các con vật, sự vật hiện tượng xung quanh, qua đó góp phần nâng cao công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, ngày 18 tháng 4 cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu chiến dịch quân sự ở khu vực Donbass, miền đông của nước này, và đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ phòng thủ. Các hãng truyền thông đã đưa tin về hàng loạt các vụ nổ ở vùng Donbass, cũng như tại tỉnh miền nam và đông nam của Ukraine. Phía Nga được cho là đang cố phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến ở Donetsk, Lugansk và Kharkov. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân tác chiến chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã mở các cuộc tấn công nhằm vào 84 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có nhiều mục tiêu ở vùng Donbass, miền đông. Ngân hàng Thế giới WB dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ 3,2% vào năm nay, giảm so với ước tính trước đó là 4,1%. Nguyên nhân WB hạ dự báo là do cuộc chiến tại Ukraine, lạm phát và những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch. Trong năm ngoái, WB ước tính rằng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5,7% trong năm 2022. Giám đốc WB nói rằng cuộc chiến tại Ukraine ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Cuộc khủng hoảng này dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ nghèo đói trên toàn thế giới, khi thế giới phải đối mặt với sự gia tăng đột ngột của giá năng lượng, phân bón và thực phẩm. Ngân hàng Thế giới dự đoán nền kinh tế của Nga và Ukraine sẽ giảm mạnh và các quốc gia lân cận ở châu Âu và Trung Á sẽ cảm nhận được sự tác động. Người tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ giảm chi tiêu trong năm nay do giá xăng dầu tăng. Giới chức Trung Quốc cho biết họ có kế hoạch thực hiện tổng cộng 6 sứ mệnh vũ trụ từ đây đến hết năm 2022 để hoàn tất việc xây dựng và lắp ráp trạm không gian thiên cung của họ. Theo Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái của Trung Quốc, các đợt phóng mang theo mô đun và những thiết bị khác để hoàn thiện thiên cung sẽ được sắp xếp lần lượt vào tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 10. Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm không gian dài hạn đầu tiên trên quỹ đạo địa cầu từ tháng 4 năm 2021. Khi đó, mô đun chính của trạm là Thiên Hòa được đưa thành công vào vị trí đã định trên quỹ đạo ở độ cao 400 km. Trong năm nay, trạm sẽ được bổ sung 2 mô đun thí nghiệm là Vấn Thiên và Mậu Thiên. Thiên cung được xây dựng để đủ sức chứa từ 3 đến 6 phi hành gia, còn bao gồm 3 cổng cho tàu vũ trụ có người cũng như chở hàng. Tại Tunisia có một dự án tái chế quần áo cũ thành thảm thân thiện với môi trường, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng. Dự án do doanh nghiệp có tên là Shantin triển khai là cầu nối giúp các thợ thủ công trên khắp Tunisia tiếp cận người mua và đem lại doanh thu đáng kể cho một số cộng đồng chịu thiệt thòi. Những người tham gia dự án như bà Nazet, 52 tuổi, sinh sống tại thị trấn Nepta, cách thủ đô Tunis, 500 km về phía nam, sẽ tận dụng quần áo cũ hay quần áo rẻ tiền để làm ra những chiếc thảm truyền thống và bán nó ra thị trường. Trước đây, những phụ nữ dệt thảm phải đi mua vật liệu để kiếm được 12 đến 15 euro cho một chiếc thảm. Nhưng hiện tại, Santi trả cho họ 40 euro một chiếc, với giới hạn mỗi tháng mỗi người tối đa 4 chiếc để tránh làm việc quá sức. Doanh nghiệp này đang bán thảm trong nước và xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài. Công việc dệt thảm đã giúp nhiều phụ nữ vừa tăng thu nhập, vừa thay đổi vị thế trong xã hội. Tại vịnh Noli, bên bờ biển của Italia, các nhà khoa học đang nghiên cứu sự tăng trưởng của thực vật trong môi trường trang trại nhà kính được lắp đặt dưới đáy biển. Trang trại nhà kính này được lắp đặt tại thị trấn biển Noli của Italia, có 6 lồng kính hình bầu, chứa đầy đủ cây trồng, ánh nắng mặt trời, hơi ấm và không khí ẩm. Nhà kính này được gọi là khu vườn Nemo. Trang trại hiện trồng được hơn 30 loại thảo mộc, rau sống, rau xanh và cả hoa dưới đáy biển. Vườn rau dưới đáy biển không được sum xê như vườn rau trên mặt đất, nhưng lại sinh trưởng tốt hơn và cho thu hoạch nhanh hơn. Các nhà khoa học có ý định nghiên cứu sự tăng trưởng của những loài thực vật trong môi trường ngầm dưới nước, được điều khiển hoàn toàn tự động và được bảo vệ khỏi bất kỳ yếu tố gây ô nhiễm nào từ bên ngoài.
Vườn thú Berlin Đức vừa qua đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho một con khỉ đột được cho là già nhất thế giới ở tuổi 65. Con khỉ đột này có tên là Fatu, sinh sống ở sở thú Berlin Đức. Trong dịp sinh nhật lần thứ 65, những người chăm sóc đã làm cho khỉ một chiếc bánh sinh nhật từ gạo, trái cây yêu thích của nó. Khỉ đột Fatu đến Berlin của Đức vào năm 1959. Năm 2019, kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh Fatu là khỉ đột sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt. Trước đó, kỷ lục thuộc về một chú khỉ đột tên là Judy, sinh năm 1956. Judy sống đến 63 tuổi tại sở thú Little Rock ở Mỹ. Nó cũng là một con khỉ đột sinh ra trong môi trường tự nhiên, sau đó được đưa vào sở thú. Khỉ đột là một sinh vật nổi tiếng với sức mạnh, trí thông minh và tuổi thọ cao. Theo nghiên cứu, khỉ đột trong môi trường nuôi nhốt có tuổi thọ cao nhất là khoảng 150 tuổi. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.